cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên người mẫu Dương Mịch. Dương Mịch sinh vào ngày 12 tháng 9 năm 1986, là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ và nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Cô được biết đến với vai Quách Tường trong bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 và vai Bạch Thiện trong Tam Sinh, Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Dương Mịch sinh ra trong một gia đình cơ bản tại khu Tuyên Vũ, nay được hợp nhất với quận Tây Thành, Bắc Kinh. Cha là Dương Hiểu Lâm, làm cảnh sát hình sự, mẹ là giáo viên, sau đó về làm nội trợ. Ba thành viên trong nhà đều họ Dương, từ đó đặt tên cô theo chữ Lũy Thừa trong toán học. Bác ruột bên nội là giáo sư Dương Hiểu Kinh, giảng dạy môn học bậc cao tại Đại học Thanh Hóa. Lúc nhỏ, Dương Mịch khá nghịch ngợm và ít nói nên cha mẹ đã ghi danh con gái vào lớp đào tạo diễn xuất của xưởng phim thiếu nhi Trung Quốc. Năm 1990, đoàn làm phim Đường Minh Hoàng tới hãng phim để tuyển diễn viên nhí. Khi đó, cô bé Dương Mịch 4 tuổi may mắn đã được chọn vào vai Hàm Nghi Công Chúa trong lịch sử. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu từ đó. Dương Mịch đã trở thành diễn viên nhí trong phim Cổ Trang, Võ Trạng Nguyên, Tố Khất Nhi, phim truyền hình Hầu Oa và một số bộ phim khác sau đó. Mặc dù lúc đó Dương Mịch còn nhỏ, nhưng thái độ nghiêm túc của cô trên phim trường đã để lại ấn tượng sâu sắc với Lý Tiểu Uyển, đạo diễn của bộ phim Hầu Oa. Về sự nghiệp, đến năm 2004, sự nghiệp của cô thực sự rẽ hướng sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn Quách Tường trong Thần Điêu Đại Hiệp của đạo diễn Vũ Mẫn. Năm 2009, cô lại một lần nữa để lại dấu nhiều ấn tượng cho khán giả với vai Tuyết Kiến đóng cặp với Hồ Ca trong bộ phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Năm 2011, bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc mang tới thành công cho sự nghiệp phim ảnh của Dương Mịch. Cô nhận được danh hiệu Nữ Hoàng Rasting phim truyền hình vào năm 2012. Năm 2017, cô tham gia bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa với vai nữ chính Bạch Thiện đóng cặp cùng với Triệu Hữu Đình. Bộ phim đã đạt lượt xem online hơn 50 tỷ, dẫn đầu bảng xếp hạng lượt xem online tính đến tháng 11 năm 2019. Về đời tư, chồng cũ của Dương Mịch là nam diễn viên Lưu Khải Uy. Cả hai công khai mối quan hệ vào đầu năm 2012 và đi đến hôn nhân vào năm 2013. Tin tức về chuyện tình cảm của Dương Mịch và Lưu Khải Uy bắt đầu khi tham gia vào bộ phim truyền hình Như Ý. Ngày 8 tháng 1 năm 2012, sau khi ảnh cặp đôi được tiết lộ, cả hai đã xác nhận đang hẹn hò. Trong 2 năm sau đó, Dương Mịch và Lưu Khải Uy duy trì mối quan hệ ổn định. Cặp đôi tiếp tục đóng cặp với nhau trong phim điện ảnh Hosting Love và phim truyền hình Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên, mua bất động sản tại Hồng Kông qua công ty quản lý chung. Ngày 13 tháng 11 năm 2013, cặp đôi tuyên bố đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Ngày 8 tháng 1 năm sau đó, đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức tại Bali, Indonesia. Không lâu sau đó, Dương Mịch xác nhận đang mang thai tháng thứ 3. Ngày 1 tháng 6 năm 2014, cô sinh con gái tại Hồng Kông. Em bé được đặt biệt danh là Tiểu Nhu Mễ. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, cặp đôi tuyên bố ly hôn sau gần 5 năm qua công ty truyền hình Gia Hành. Các danh sách bộ phim truyền hình mà Dương Mịch đã tham gia: Trạng Nguyên, Tố Khất Nhi năm 1990, Đường Minh Hoàng năm 1990, Hầu Oa năm 1993, Hồng Phấn Thế Gia năm 2003, Song Hưởng Pháo Cuồng Tưởng Khúc năm 2004, Thiên Hỏa Cục Liều Trài năm 2005, Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006, Kỳ Truyền Vương Triều Quân, Tân Đạo Sống Với Nụ Cười, Thương Thư Phòng năm 2007, Ám Hương năm 2008, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 năm 2009, Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Mỹ Nhân Tâm Kế, Tân Hồng Lâu Mộng, Tân Nương Ngộ Ngáo năm 2010, Thập Nhị Tiểu Sinh Truyền Kỳ, Chúng Ta Là Người Một Nhà, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Hồng Vũ Đại Án, Tân Kinh Thành Tứ Thiếu, Gặp Gỡ Nhau Hà Tất Phải Quen Biết Trước, Bảo Gia Hưởng Đình Mệnh, Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ năm 2011,
Hộ Phù Truyền Kỳ, Chuyện Tình Bắc Kinh, Cung Tỏa Châu Liêm năm 2012, Thình Hạ Vãn Tình Thiên năm 2013, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Giang Nam Tứ Đại Tài Tử, Tình Yêu Thời Weibo năm 2014, Người Phiên Dịch năm 2016, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa năm 2017, Người Đàm Phán Phù Giao Hoàng Hậu năm 2018, Trúc Mộng Tình Duyên năm 2019. Dương Mịch, Ngụy Đại Huân chia tay, Lưu Khải Uy cười mãn nguyện chụp ảnh cùng gái lạ. Nhiều Nitran cho rằng dường như Lưu Khải Uy sắp tìm được người bạn mới cho mình. Giữa lúc tin đồn tình ái của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân không ngừng xuất hiện, Lưu Khải Uy dường như không hề mảy may quan tâm hay có động thái gì liên quan đến câu chuyện của vợ cũ. Thế nhưng, mới đây khi xuất hiện tin đồn cặp đôi này chia tay, Lưu Khải Uy lại bất ngờ chụp ảnh tươi cười cùng với gái lạ. Trước động thái này, Nitran đều cho rằng có vẻ như nam tài tử đang vui mừng vì chuyện gì đó. Sau khi thông tin Dương Mịch, Ngụy Đại Huân chưa kịp công khai mối quan hệ đã chia tay, thì mới đây Lưu Khải Uy trong một lần tham dự liên hoan cùng với nhóm bạn cũ đã tươi cười không ngừng. Điều này được cộng đồng mạng cho rằng đây là động thái mới của nam diễn viên khi vui mừng trước tin buồn của vợ cũ Dương Mịch. Được biết, trong buổi tụ tập lần này còn có sự xuất hiện của Ngô Gia Lạc, Trương Tùng Trì, Trần Ngạn Hành. Có thể thấy, mặc dù đã 46 tuổi nhưng Lưu Khải Uy vẫn là nhân vật nổi bật trong nhóm bạn với ngoại hình và sức hút mê người. Thế nhưng, điều đáng chú ý lại là Lưu Khải Uy lại có hành động vô cùng thân mật cùng với hai cô gái lạ khi cả ba vai kể vai chụp ảnh cùng với nhau. Trước loạt ảnh này, nhiều fan hâm mộ đều cho rằng hiện tại bé Tiểu Gạo Nếp cũng đã 5 tuổi, hy vọng anh chàng có thể tìm được người đồng hành mới. Dương Mịch, Ngụy Đại Huân đã chia tay, nguyên nhân nghi bị tình trẻ lợi dụng. Bằng chứng là vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, một fan cứng của Ngụy Đại Huân đã cho biết thần tượng đã thừa nhận rằng đang độc thân. Trang QQ mới đây đã đăng tải thông tin cho biết Dương Mịch và Ngụy Đại Huân sau một thời gian hẹn hò đã chính thức đường ai nấy đi. Bài viết cũng cho hay nguyên nhân dẫn tới quyết định này là do Dương Mịch không thể chịu được tính tình trẻ con và thích khoa trương của người Ngụy Đại Huân. Cụ thể, suốt thời gian qua, trong khi Dương Mịch luôn giữ thái độ im lặng trước những tin đồn thì Ngụy Đại Huân lại nói những hành động bóng gió về mối quan hệ giữa hai người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.